Đây rốt cuộc là bộ phim như thế nào lại khiến cho 55 quốc gia trên thế giới công khai cấm chiếu? Thậm chí để có thể được công chiếu, bộ phim đã không tiếc cắt đi 47 phút. Sau khi bản hoàn chỉnh được công khai, đã khiến cho Johnny Depp ly hôn với vợ mình, cũng chính là nữ chính bộ phim. Cô cũng chính là nhân vật Mera trong phim Aquaman Amber Heard. Câu chuyện về một cô gái trêu đùa ba người đàn ông. Cô gái đang diễn một cảnh có thể gọi là giống như một kỹ nữ thuần thục và đang thốt ra một tuyên bố hùng hồn. Trên đời này không có gia đình nào mà cô ta không phá. Những người nhìn qua đều nói cô ta có thể thỏa mãn ảo tưởng của tất cả đàn ông trên thế giới, bởi vì cô ta chỉ cần nhìn bạn một phát liền có thể biết bạn thích kiểu phụ nữ như nào. Sau đó bắt đầu ngụy trang làm kiểu phụ nữ như vậy, tiếp cận bạn, quyến rũ bạn, sau đó cũng sạch tiền của bạn. Cô ta có thể diễn vai một cô gái ngây thơ thuần khiết trước mặt một thiếu gia giàu, cũng có thể biến thành một người đàn bà nóng bỏng quyến rũ trước mặt tên côn đồ, nhưng luôn cố ý khiến bạn chỉ được nhìn mà không được, bởi vì thứ bạn không có được thì bạn sẽ vĩnh viễn thèm. Nói chung, bạn thích kiểu gì cô ta cũng chịu. Một hôm, cô ả xuất hiện trong một quán bar. Khi cô ta vừa bước vào, tất cả con mắt của đám đàn ông đều dồn về phía cô ta, bởi vì cô ta thực sự quá đẹp, không có một tên đàn ông nào có thể chống lại mị lực của cô ta. Tên côn đồ lập tức tiến đến bắt chuyện. Anh chàng thiếu gia giàu có mời cô ta uống rượu. Cô ta thì chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể chinh phục được cả đám đàn ông trong quán bar, ngoại trừ ông nhà văn này, bởi vì ông ta quá nghèo nên không dám đến bắt chuyện với cô. Nhưng may mắn là cô gái thuê cùng một phòng trọ với ông ta. Hôm đó, ông ta đi theo cô đến một công viên, sau đó nhặt quyển nhật ký cô vừa vứt vào sọt ra. Ông ta mở ra xem thử, hóa ra cô gái có khả năng biết trước ngày chết của mình. Cô gái biết mình sẽ bị sát hại vào đúng ngày sinh nhật 30 tuổi. Hơn nữa hung thủ cũng đã xuất hiện ngay cạnh cô, nhưng cô lại không biết là ai. Vì vậy kế hoạch tiếp theo là lợi dụng sắc đẹp của mình trước khi chết sẽ chơi đùa tất cả đám đàn ông xung quanh. Nhà văn tìm thấy cô gái, hy vọng có thể tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Bởi vì ông ta đang có dự định viết một bộ tiểu thuyết ngôn tình mưu sát. Tiểu thuyết sẽ dùng hình thức tự truyện để ghi lại cái chết của cô gái. Câu nói của ông nhà văn đã cảm động được cô gái, hai người liền hợp tác với nhau. Và thế là cô gái kể cho nhà văn nghe những chuyện xảy ra với cô hàng ngày để nhà văn biết. Ngày thứ hai trò chơi bắt đầu, tên côn đồ chủ động tìm đến nhà cô gái, ngoài mặt là sang sửa công tơ điện nhưng thực ra là muốn tiếp cận cô. Sau đó tay hắn bị thương, cô gái nhìn thấy cơ hội đã đến, lập tức cầm lấy ngón cái của hắn, vuốt ve và lau máu trên ngón tay. Nhìn về ngoài thì giống như đang giúp hắn cầm máu, nhưng thực chất là đang muốn kéo gần khoảng cách để hắn cảm nhận mùi hương cơ thể của. Ngay lúc đó, một ngón tay khác cũng đang căng phòng đến mức không chịu được. Ngọn lửa tình trong lòng hắn đang rừng rực, hoàn toàn quên mất vợ con hắn ở nhà đang không có tiền chữa bệnh. Nhưng cô gái không hề cho tên côn đồ đạt được mục đích, thở ơ một lúc rồi nói, bởi vì những gì không có được thì sẽ mãi khiến người ta. Ngày hôm sau, anh chàng thiếu gia hẹn cô gái ra ngoài. Cô gái liền trang điểm thành hình tượng cô hàng xóm, hợp với khẩu vị của chàng thiếu gia. Trên bàn ăn, cô gái thể hiện là một người ta thành công đắp nặng nên hình tượng giữ mình độc lập, đơn thuần, lương thiện, thanh khiết. Lúc ăn cơm, cô gái không ngừng dùng miệng, mắt giả vờ vô tình chạm nhẹ để thu hút đối phương, đồng thời dựng lên một thân thế bi thảm thê lương, nói rằng cô ta lớn lên ở khu nhi viện, từng có một người chị em tốt gặp rắc rối ở Myanmar, hy vọng anh chàng có thể nhờ vào các mối quan hệ của mình mà giúp đỡ cô gái. Bộ dạng dịu dàng đáng yêu khiến cho chàng thiếu gia không cần nghĩ liền đồng ý, mà không hề biết rằng kế hoạch của cô gái chỉ vừa mới bắt đầu. Sau đó cô gái dùng tiền mà chàng thiếu gia cho để bao nuôi nên côn đồ, với điều kiện là anh ta phải đến Myanmar tìm người để diễn kịch cùng cô để có thể lừa được nhiều tiền hơn. Tên côn đồ rất bằng lòng hợp tác, vừa có tiền vừa có tình, chẳng phải là lợi cả đôi đường hay sao? Nhưng cô gái đã tác cho tên côn đồ tỉnh, cô không đồng ý đưa cho hắn những thứ hắn muốn. Lúc này tên côn đồ đã vội đến mức quần sắp ướt đẫm thì chàng thiếu gia đã đến. Tên côn đồ giả bộ vừa chút sửa đồ điện xong rồi đi, còn cô gái ban nãy vừa quyến rũ nóng bỏng giờ đã khoác lên mình bộ mặt thục nữ đoan trang. Anh đã gọi điện rồi nhưng không có người quen bên đấy. Xin lỗi em. Khi biết chàng thiếu gia không có người quen bên Myanmar, cô gái liền khóc mong anh có thể giúp cô bán đi đôi hoa tai của mình để đổi lấy ít tiền mua vé máy bay. Vì cô muốn đích thân đến Myanmar, một màn đầy nước mắt của cô diễn thật giống. Anh chàng vừa nhìn đã nghĩ rằng cô gái này lại có thể lương thiện đến thế, vì để giúp người khác mà không tiếc bán đi đôi hoa tai của tổ tiên truyền lại. Nghe đến đây anh lại càng thêm thích cô, quyết định cùng cô khắc phục khó khăn. Em yêu, một mình em đi anh không yên tâm, anh sẽ đi cùng em. Nhưng lỡ em gây thêm phiền phức cho anh thì phải làm sao? Tới Myanmar, cô gái nói đối phương cần 60.000 mới chịu thả người. Anh chàng liền hỏi là cần kyat hay đô la Mỹ. Cô gái liền mở miệng thốt ra hai chữ bạn anh. Rõ ràng cô gái không thể nào có nhiều tiền như vậy, còn bản thân anh là một đấng nam nhi đã đồng ý giúp cô giải quyết chuyện này, hơn nữa lại đang theo đuổi cô. Thế là anh liền ngu ngốc bỏ tiền ra cho cô. Để cảm ơn anh thì cô gái liền vuốt ve khuôn mặt anh, chỉ có thế mà anh ta liền vui như tết. Hôm sau, sau khi đã kể chuyện cho nhà văn già thì cô gái liền hẹn gặp tên côn đồ. Lúc đó cô cũng hoàn toàn rũ bỏ hình tượng thuộc nữ kia, trang điểm vô cùng lộng lẫy. Vì để cảm ơn tên côn đồ đã sắp xếp người ở Myanmar diễn kịch, cô gái trả cho hắn 30.000 bảng anh, đồng thời lấy khăn tay của mình ở dưới bàn đưa cho anh ta xem như phần thưởng. Tối hôm đó cô gái quyết định tạo một chút áp lực, không thể cô gái vừa mới bắt đầu hẹn hò cùng mình lại chạy mất, phải có thêm một chút áp lực mới được. Cô gái gọi điện nói với đối phương rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa, em cũng không bao giờ lấy tiền của anh, chia tay đi. Anh chàng nghe xong vội chạy đến nhà cô gái định thuyết phục cô quay lại. Sau khi anh đến, cô gái lập tức làm ra bộ dạng vô cùng ủy khuất, nói anh không yêu em nữa rồi, anh đã làm sao anh lại không yêu nữa chứ. Sau đó lấy ngay một xấp tiền ra để chứng minh. Cô gái giả vờ không cần liền vứt tiền xuống đất. Cuối cùng hai người ôm chặt nhau. Ông nhà văn ở phòng bên đã nhìn thấy tất cả. Sau khi chàng thiếu gia đi rồi, cô gái hẹn nhà văn lên sân thượng, dùng hành động thực tế để cảm ơn ông vì đã ghi lại tất cả. Bởi vì thời gian sống của mình không còn nhiều nữa nên bước tiếp theo cô gái sẽ bắt đầu bố trí kế hoạch. Cuối cô gọi tên côn đồ đến, yêu cầu hắn tham gia cuộc thi ném phi tiêu, đồng thời đưa cho hắn một số tiền lớn, đương nhiên kèm thêm cả thứ mà hắn vẫn luôn thèm muốn. Đúng lúc hai người đang làm chuyện ấy, chàng thiếu gia bỗng nhiên chạy đến. Hai người vội vàng mặc quần áo. Chàng thiếu gia nhìn tên côn đồ nói, một thế này rồi mà sao một thợ sửa chữa như anh vẫn còn ở đây. Anh chàng cũng không ngốc, ngay sau khi tên côn đồ rời anh liền bắt đầu chất vấn cô gái. Nhưng bạn đoán xem cô gái trả lời như thế nào? Em đang dạy anh ta. Đời đã, em đang dạy anh ta cái gì? Anh ta có một quyển sách nhưng lại không đọc được chữ, nên em dạy anh ta học chữ.
có phải anh ta và em đang làm chuyện dơ bẩn đó không? Sao anh lại có thể hỏi em như thế? Để giữ chàng thiếu gia bớt đi nỗi nghi ngờ trong lòng anh, cô gái đã cho anh thứ mà anh muốn. Hôm sau, anh về nhà và đòi ly hôn với vợ. Anh vì một người phụ nữ bên ngoài mà lựa chọn ly hôn với vợ. Nhưng điều anh không biết đó là anh đã rơi vào cái bẫy được sắp xếp từ lâu. Ngày hôm sau, cô gái khoác lên người bộ váy mà cô mơ ước từ lâu. Ông nhà văn tặng quà cho cô, đồng thời nói lời từ biệt cuối cùng. Vì ông biết hôm nay là sinh nhật tuổi 30 của cô gái, cũng là ngày cuối cùng cô tồn tại trên cõi đời. Bất luận thế nào, cô gái cũng không thoát được số mệnh bị sát hại trong ngày hôm. Cô lấy danh nghĩa là bạn gái tên côn đồ để đến xem, đồng thời cũng mời đến cả anh chàng thiếu gia và ông nhà. Cô gái hôm nay vô cùng lộng lẫy. Trong lúc tên côn đồ đang thi đấu, cô gái vẫn không ngừng câu dẫn đám đàn ông khác, thậm chí cả đấu thủ của tên côn đồ. Đây dường như đã trở thành thói quen của cô ta. Lúc này cô ta không cần phải giả vờ nữa, cố gắng hết sức dùng sắc đẹp khiến cho đám đàn ông phẫn nộ. Thậm chí ngay cả khi chàng thiếu gia đến rồi, em này làm sao, em qua đây với anh một lát. Ồ, đừng có làm trò cười nữa, nhanh đi với anh. Này, bỏ cô ấy ra. Người anh em mà, mày nghĩ mày là ai? Đúng vậy, trò chơi kết thúc rồi. Cô ấy phải đi với tao. Nhưng hiện tại thì cô ấy đã là bạn gái của tao rồi. Đúng không em yêu? Bây giờ thì lại không phải rồi. Anh chàng thiếu gia đã bị lừa, tên côn đồ cũng bị cô ta cắm sừng. Ông nhà văn đã nhìn thấy tất cả. Cô ta lái xe về nhà, tối nay là đêm tỏa sáng cuối cùng của cô ta. Từ nhỏ đến lớn không chỉ một lần cô mơ đến cảnh vào ngày sinh nhật lần thứ 30 cô sẽ bị người trong ô tô đen sát hại. Cô bình tĩnh bước về phía xe ô tô, nghĩ rằng người trong xe nếu không phải là anh chàng thiếu gia thì sẽ là tên côn đồ. Làm sao cũng không nghĩ đến người này lại chính là ông nhà văn. Hóa ra chàng thiếu gia và tên côn đồ cũng vừa ghé qua, còn đánh nhau một trận nữa. Cuối cùng ông nhà văn khuyên họ về hết rồi, bởi vì ông thực sự rất yêu cô gái, cho rằng nếu như cô bị một trong hai người kia thì kết thúc sẽ không hoàn mỹ. Ông muốn dùng một kết cục hoàn hảo nhất để viết nốt cuốn tiểu thuyết kia. Cuối cùng cô gái bị lôi vào trong phòng, ông nhà văn đặt bản thảo tiểu thuyết trước ngực cô. Còn mình thì uống thuốc độc rồi nằm ngay bên cạnh. Cuốn tiểu thuyết này cũng trở thành tác phẩm cuối cùng trong suốt cuộc đời. Sau đó bị nhà xuất bản lấy mất. Nó được viết lại dựa trên câu chuyện có thật. Câu chuyện xảy ra vào năm 1985 tại London. Tên của cuốn tiểu thuyết là Chiến trường London. Hẹn bạn vào bộ phim tiếp theo.